Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 49. Chương 481: Thiên Mạch Kỳ Tài. Tiểu An vốn không muốn bộc lộ quá nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng cứ nghĩ đến việc 3 tháng không thể gặp hắn, lòng lại cảm thấy nóng ầm ầm, mà cảm giác này còn khó chịu hơn lửa đốt, cảm giác nhớ nhung ấy. Thế là chỉ còn duy nhất một cách này thôi, đó là tu luyện cho xong Tiên Thiên Ngưng Khí Quyết, đẩy tu vi lên luyện khí tầng 3, chuyện này với nàng mà nói cũng chẳng có gì khó khăn. Nữ giáo viên hét to, chuyện này không thể nào. Chắc chắn là nàng ta đã che giấu tu vi từ trước. Lịch sử của Bách Gia Kinh Viện cũng có thiên tài tu luyện xong Tiên Thiên Ngưng Khí Quyết trong 3 tháng. Nhưng nàng chỉ mất bao lâu, một canh giờ. Mấy giáo viên khác cũng gật đầu. Đây là cách giải thích hợp lý nhất, sau 3 tháng, đứa bé có tu vi cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng giá trị. Trong tay nàng đã có nhẫn truyền âm đắt đỏ kia, có linh khí ẩn tàng, thì chuyện này cũng không lạ, có lẽ kẻ đứng sau nàng muốn dùng cách này để lừa lấy phần thưởng. Nhưng không ngờ tâm tư của trẻ con lại đơn giản như vậy. Nữ giáo viên hét lên, đúng là hèn hạ, ta đã bảo đứa bé như nàng ta sao có thể qua được mắt ta. Cái trò lừa gạt còn con này chắc chắn phải trừng phạt thật nặng, trục xuất khỏi Bách Gia ngay. Đại điện rộng lớn huyên náo lên, những đứa bé vốn hiếu động, bắt chúng ngồi thẳng tu luyện đã cực kỳ mất kiên nhẫn rồi. Có chuyện vui này để xem thì đều nhao nhao mở đôi mắt tò mò ra, bàn tán với nhau, thậm chí còn từ từ vây quanh. Chỉ có Tiểu An vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng hai đầu mày đã xuất hiện vẻ nóng vội, nói một tiếng, ta phải đi. Rồi cất bước đi khỏi điện. Trốn đi đâu? Nữ giáo viên mặt đầy vẻ ác liệt vươn tay ra, mang theo gió to bão lớn, muốn nàng phải nếm mùi đau khổ. Tiểu An ngoái lại nhìn, siết nắm đấm, dừng tay. Một lão già béo bước mấy bước đến, bắt lấy tay nữ giáo viên kia. Nữ giáo viên kia nói, giáo sư, nàng, không cần nói nữa, ta nghe thấy hết rồi. Trong nội viện Bách Gia Kinh Viện, vị trí giáo viên đều do những đệ tử chưa đóng nổi học phí mà còn muốn ở lại Bách Gia Kinh Viện đảm nhiệm, tu vi cũng không cao hơn so với đệ tử các nhà. Như cô giáo viên này, cũng chỉ mới qua tầng 6 luyện khí mà thôi. Mà giáo sư thì tương đương với giáo viên cao đẳng, tu vi phải cao hơn nhiều. Lão béo này là luyện khí tầng 9, trông coi tất cả giáo viên trên đảo này, giáo dục những đứa bé chưa ngộ đạo mới đến này. Khuôn mặt lão già béo này hiền hòa, thấy nàng ta ra tay nặng với một bé gái đáng yêu như thế thì cực kỳ xem thường nàng ta, việc này cần các gia chủ đến xử lý. Sau đó ôn hòa nói với Tiểu An, cô bé à, có thể đưa tay ngươi cho ta không? Tiểu An gật đầu, nơi nắm đấm ra, giơ tay lên. Lão già béo dùng 3 ngón tay vẫn vê ở cổ tay này, rót một luồng chân khí vào đó. Sắc mặt của hắn ban đầu là khó hiểu, sau đó lại biến thành chấn động, cái này, đây là, nữ giáo viên nói, cũng chỉ là một con nhóc lừa gạt. Lão già béo quát, im ngay. Nữ giáo viên sợ đến run hết cả người lên, các giáo viên khác cũng rất ít khi thấy vị này tỏ vẻ nghiêm nghị như thế, tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, không biết hắn đã phát hiện ra điều gì. Lão già béo mặc kệ sự khó hiểu của họ, lấy ngọc bài từ bên hông ra, rót chân khí vào. Liễu Trường Khanh đang tranh sở thiên thuộc về nhà nào với người khác thì ngọc bài bên hông lóe sáng. Hắn cầm lên, nhẹ nhàng chạm một cái, bên trong lập tức truyền ra giọng nói hơi khô chát của lão già béo. Gia chủ, có đứa bé luyện đến luyện khí tầng 3 rồi. Liễu Trường Khanh nhíu mày, người nói đùa ta đấy à? Thưa không, xem ra là che giấu tu vi. Liễu Trường Khanh thoáng suy nghĩ, cuối cùng lại chốt kết quả có vẻ hợp lý nhất này. Nhưng còn nhỏ mà đã tu được đến luyện khí tầng 3 cũng đã hiếm rồi, dù chủ đích không tốt, nhưng tiếc kỳ tài, trách phạt một phen rồi bỏ qua cũng được. Đang định ra lệnh cho lão già béo kia đưa đứa bé đến thì lại nghe lão già béo nói, cũng không phải. Ngồi ở đây có ai không tai thính mắt tinh, nhao nhao dừng tranh chấp lại, rời hết ánh mắt sang Liễu Trường Khanh. Liễu Trường Khanh mất kiên nhẫn, nói, thế rốt cuộc là như thế nào? Gia chủ, ta cảm nhận được là thiên mạch kỳ tài. Lão già béo nuốt nước bọt,
như thể đến chính bản thân cũng không quá tin tưởng. Liễu Trường Khanh ngẩn người, muốn che ngọc bài lại nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Con mắt của các gia chủ khác đều phát sáng như sói. Liễu Trường Khanh đành phải hỏi tiếp, người chắc chắn chứ? Tất cả gia chủ các nhà đều vểnh tai lên, cũng hưng phấn mong chờ, nhưng vẫn hơi hoài nghi. Thiên mạch kỳ tài, ai cũng nghe qua rồi nhưng chưa ai thấy qua, độ hiếm có chỉ hơn chứ không kém thể thuần dương và thể ngũ hành. Kỳ kinh bách mạch, thập nhị chính kinh, chư khiếu trăm huyệt, không gì không thông. Lão già béo nói 12 chữ, đó là khái quát hoàn chỉnh nhất của thiên mạch kỳ tài. Lạp tháp đạo nhân lập tức giật lấy quyền kiểm soát thủy nguyệt bàn, hình ảnh thay đổi ngay, thấy một hòn đảo nhỏ, sau đó nhanh chóng hóa lớn, đập vào mắt. Qua mái hiên vàng kim, tầm nhìn chuyến đến người lão già béo, nét mặt hắn chăm chú mà trang trọng, hình ảnh lập tức chuyển sang Tiểu An bên cạnh hắn ta. Hắn thất thanh thốt lên, thì ra là nàng. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 482, tranh cái gì? Thế là cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, Thủy Nguyệt Bàn vừa chiếu qua nàng, khi đó nàng thật sự không có bất kỳ khí tức luyện khí nào, không có bất kỳ linh khí ẩn tàng gì cả. Có thể giấu giếm được đôi mắt của đám tu sĩ trúc cơ bọn họ. Dù có linh khí như thế thì một đứa bé luyện khí tầng 3 cũng không kiểm soát được. Thật sự là thiên mạch kỳ tài. Biểu cảm của tất cả mọi người cũng thay đổi. Thiên mạch kỳ tài. Kinh mạch thông suốt trời sinh, vận hành chân khí không bị ngăn trở, tu 10 tầng luyện khí dễ như trở bàn tay. Hoặc có thể nói là thể chất như một luyện khí sĩ đã mất đi toàn bộ chân khí của 10 tầng, chỉ cần rót chân khí vào là được. Trên thế giới này, đa số tu sĩ đều bị vây cả đời ở cảnh giới luyện khí sĩ. Cho dù có thể thuần dương hay thể ngũ hành cũng phải tốn nhiều tâm trí mới có thể đột phá từng cảnh giới một, bước lên từng bước. Nhưng thiên mạch kỳ tài không phải lo lắng những vấn đề này, vấn đề phải đối mặt ngay từ đầu chỉ là làm sao đột phá cảnh giới trúc cơ thôi. Nếu như nói thể thuần dương thích hợp với ba nhà nho, thích, đạo, còn thể ngũ hành dù thích ứng với phạm vi rộng hơn đấy, nhưng ít ra âm dương gia vẫn không ưng. Mà thiên mạch kỳ tài thì chẳng môn phái hay gia môn nào không hứng thú cả. Có những gia chủ không tranh với đời cũng phải xắn tay áo lên, chuẩn bị tranh một chuyến, tranh được một người ít nhất là ở cảnh giới trúc cơ. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Thu Hải Đường có thể chấp nhận đưa ra lời hứa như vậy. Nàng đáng giá để bất kỳ môn phái nào, bất kỳ gia môn nào cũng dùng hết tài nguyên ra để hậu thuẫn. Liễu Trường Khanh nói, người đưa nàng đến Tranh Minh Đảo để kiểm tra âm dương ngũ hành ngay. Rõ. Còn nữa, cái cô nương tên là cái gì đấy nhỉ? Nàng ta không hợp để dạy bảo những đứa trẻ chưa ngộ đạo nữa. Bảo nàng ta về Tranh Minh Đảo diện bích hối lỗi. Lần này, cả Vương Pháp Thực cũng cực kỳ đồng ý. Cái loại nữ nhân bẩn thỉu này, thiên mạch kỳ tài là người mà người có thể vu oan sao? Bỗng nghĩ một lát lại thầm mắng Liễu Trường Khanh danh ma. Cố ý nói to như thế rõ ràng là muốn bán đứa bé kia đi. Không được, việc này phải bảo Tiểu Hoa đến nói cho Lý Thanh Sơn biết, có thể tấn thăng xích lang hay không phải xem biểu hiện lần này. Đại nhân, đại nhân! Trong ngọc bài truyền ra tiếng hét kinh sợ của nữ giáo viên kia, từ Thủy Nguyệt Bàn có thể thấy, sau khi nàng ta nghe thấy lời Liễu Trường Khanh nói, sắc mặt trắng bệch ngay. Mặt mày Tiểu An vẫn vô cảm như cũ khiến Liễu Trường Khanh hơi thất vọng. Hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Pháp Thực, ánh mắt mơ hồ chạm nhau, giao chiến, các gia chủ các nhà nhìn nhau, ánh mắt cũng đều không lành. Ầm, 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 ba tiếng giòn vang. Trong gian phòng hẻo lánh nào đó, một lão hán đầy thổ khí dùng gậy gõ lên sàn ba cái, bỗng trời răng đầy khói. Lão hán chui ra từ rãnh, mặt khô vàng như bị hun qua khói, mặc áo choàng trắng ngắn, nửa ngồi trên ghế. Như một lão nông trồng trọt cả đời, có vẻ cực kỳ không cân đối. Hắn chuyển mắt, trong đó thoáng hiện linh quang và sự tinh anh, biểu hiện thân phận thật sự, gia chủ nông gia. Hắn có tuổi tác lớn nhất ở đây, lớn đến mức không ai biết cụ thể hắn bao nhiêu tuổi. Tất cả mọi người đều kính nể hắn ba phần, đến lạp tháp đạo nhân kia cũng không ngoại lệ. Không ai còn biết tên gốc của hắn,
là gì, chỉ biết họ gốc là họ Hoàng, tự xưng là Hoàng Thổ Ông. Chư vị, ổn định tinh thần lại cả đi, chỉ là một thiên mạch kỳ tài thôi, xem các ngươi kinh hãi thế nào kìa, mất hết phong độ của gia chủ một nhà. Hoàng Thổ Ông nói, lại châm một lá thuốc, ánh lửa lập lòa, mùi thơm tràn ra. Dù thấy Dư Tử Kiếm hay Sở Thiên, hắn đều không tranh chấp lấy một lời, thị phi biến ảo, hắn đều quen cả rồi, xem thường cả rồi. Ngài từng gặp rồi sao? Liễu Trường Khanh cung kính nói. Hơn 200 năm trước, ta từng gặp một người, hiện tại người ấy thế nào rồi? Các vị gia chủ đều vểnh tai lên, ngay cả Hàn An Quân lạnh lùng nhất cũng vô thức nghiêm túc lắng nghe. Thiên mạch kỳ tài của ngày ấy, sau 200 năm đã đi đến bước nào rồi? Chắc chắn không chỉ là trúc cơ, nhưng nếu cao hơn, thì hẳn không phải hạng người vô danh, nhưng hình như chưa từng nghe thấy nhân vật này. Hoàng Thổ Ông phả một ngụm khói ra, nói, bây giờ ta còn ngồi ở đây, mà hắn đã xuống 100 năm rồi. Hắn không nói rõ ra hết, một người vô danh chết đi không có gì đáng nói rõ, dù ban đầu hắn có là thiên tài thế nào. Các gia chủ đều cảm thấy giật mình. Thiên phú tốt không có nghĩa là có thể đi xa được, nhất là Vương Pháp Thực cảm khác nhiều. Luyện khí sĩ đồng niên với hắn khi trước có thiên phú tốt hơn hắn thì dùng 10 đầu ngón tay cũng đếm không hết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn đi đến được đẳng cấp này. Cũng không thể không cảm thán gừng càng già càng cay, già nhưng vẫn cường mạnh. Thủy Nguyệt Bàn vẫn khóa chặt lên người Tiểu An. Bọn họ vẫn sẽ tranh, nhưng tâm trạng cũng đã ổn định hơn một chút. Cuối buổi kiểm tra vẫn còn một tên luyện khí sĩ nữa, mấy giáo viên ngáp một cái, chuẩn bị đưa nhóm luyện khí sĩ đi ăn cơm. Bỗng lúc đó, một chiếc phi tòa phá không mà đến, lão giả béo kia đưa Tiểu An xuống, đằng sau còn có nữ giáo viên sắc mặt lạnh lẽo. Nàng ta có vẻ rất không cam tâm, rất không hài lòng, ánh mắt nhìn Tiểu An như dao sắc, hận không thể lấy một miếng thịt của nàng ra. Nhưng đứa bé kia từ đầu đến cuối đều không xem nàng ta ra gì. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào mặt mình, nàng ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên lạnh lùng đang cau mày nhìn mình, trong lòng nàng ta không hiểu sao lại thấy lạnh. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, không có thiên phú. Lý Thanh Sơn cực kỳ nhạy bén với địch ý và sát khí, sao có thể không để ý đến nàng được, nếu đó là đối với hắn. Có lẽ hắn sẽ không để trong lòng, nhưng lại là đối với Tiểu An, cũng đã đủ lý do để hắn giết người. Nữ giáo tập thấy Lý Thanh Sơn cũng là luyện khí tầng 6, không cam lòng yếu thế chừng ngược lại, nhưng ánh mắt của Lý Thanh Sơn đã nhìn về phía Tiểu An. Nàng lại không chú ý đến, ở bên trong đám người, ánh mắt dịu dàng. Nhưng nước tuyệt đối không có chút sát ý và địch ý nào, dù nữ giáo tập nhìn thấy thì cũng chỉ cảm thấy rất hiền hòa. Tiểu An, sao ngươi lại đến đây? Lý Thanh Sơn hỏi, đột nhiên cảm thấy là lạ. Ủa, luyện khí tầng 3. Tiểu An thấy Lý Thanh Sơn, lập tức nở nụ cười sáng lạn, nhào vào lòng hắn. Làm sao vậy? Mới một buổi sáng không gặp, sao ngươi đã thành luyện khí tầng 3 rồi? Lý Thanh Sơn sờ đầu nàng, trong lòng loáng thoáng hiểu rõ, đại khái cũng là tác dụng của Chu Nhan Bạch Cốt Đạo. Ông cụ béo cũng không kịp giải thích, biết gia chủ của các nhà đều đang xem, dục, mau đi kiểm tra ngũ hành âm dương đi. Lý Thanh Sơn cười nói, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể tu hành cùng nhau rồi, đi thôi. Trước mắt bao người, Tiểu An đi về phía pháp trận, phần lớn luyện khí sĩ đều sẽ không thể nào hiểu nổi, tại sao cuối cùng lại xuất hiện một đứa bé. Lại còn được đích thân giáo sư dẫn dắt, không lẽ có được bối cảnh lợi hại gì sao, nhưng mà chỉ mới nhiêu đó tuổi mà đã là luyện khí tầng 3, đúng là rất giỏi. Không có ai ngờ được, buổi sáng nàng vẫn chỉ còn là một người thường, ít nhất trông thì vẫn là người thường, dù có người nghĩ đến thì cũng nhanh chóng đánh mất suy nghĩ này. Đây không phải là đứa bé đi bên cạnh Lý Thanh Sơn, tên là Tiểu An gì sao, không phải nàng đi tham gia mông đồng thử sao? Hàn Quỳnh Chi khó hiểu hỏi. Hoa Thừa Tán nhíu mày, đứa bé này bị làm sao vậy? Luyện khí tầng 3, không lẽ là che giấu thực lực? Trừ cái này cũng không có lời giải thích nào hợp lý hơn, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, không thể nào.
Thiên ca ca, ngươi nhìn đứa bé kia, đẹp quá, hình như gặp ở đâu rồi. Sở Thiên đang được mọi người vây quanh đi về phía trước, cũng buồn bực quay đầu. Còn có người muốn thí nghiệm, đúng là lãng phí thời gian. Bách gia nên đề cao tiêu chuẩn mới đúng, ba cái thứ mèo hoang chó hoang cũng có thể làm bạn cùng trường với hắn. Tiểu An đứng ở giữa pháp trận, nhìn pháp trận cổ xưa được khắc sâu trên tảng đá dưới chân, cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này còn hơn cả Lý Thanh Sơn, rồi lại cực kỳ đột ngột, giống như một con sóng bất ngờ ập đến, một ít ký ức vụn vặt bị cuốn ra. Không khỏi nhắm chặt hai mắt, từng ở năm tháng nào đó, nàng cũng đứng ở trong một pháp trận giống như thế này, xung quanh truyền đến tiếng kêu vui vẻ, thành công. Thành công gì chứ? Pháp trận phát ra tiếng vù vù nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, đột nhiên sáng lên, xung quanh yên lặng, mọi người đều sửng sốt, sau đó vang lên tiếng cười trộm rôm rả. Thiên phú này đúng là hiếm có thật. Sở Thiên cười lớn tiếng nhất, hay là đây chính là ngũ hành thể? Xung quanh người Tiểu An, năm góc của pháp trận lóe lên một vòng ánh sáng vàng, một ngọn cỏ bé xíu, một giọt nước trong suốt, một ngọn lửa mờ ảo, nơi thuộc về hành thổ lại trực tiếp trống rỗng, nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện một hạt bụi nhỏ đang trôi nổi, mà ở trên không. Pháp trận, ánh sáng và bóng tôi đều yếu ớt đến không thể nhìn thấy được, tất cả đều là đinh hạ. Giáo tập phụ trách ghi chép nhíu mày nói, không, có lẽ còn thấp hơn cả định hạ, không hề có chút thiên phú âm dương ngũ hành gì cả. Nếu Sở Thiên là thiên tài tuyệt thế, vậy đứa bé này chính là phế xài tuyệt thế. Ông cụ béo thở dài, nữ giáo tập cười nhạo nói, đây là thiên mạch kỳ tài mà các gia chủ đánh giá cao sao, ta thấy rõ ràng là phế vật. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt liếc nhìn nàng, đã không có chút sát ý nào, không cần thiết phải hung dữ với một người đã chết, hắn cũng không biết vì sao nàng lại căm thù Tiểu An như thế. Tiểu An của hắn là thiên tài mà đến Ngưu ca cũng phải khen ngợi. Gia chủ của các nhà đều lộ vẻ thất vọng, vốn còn đang suy xét thông qua âm dương ngũ hành để xác định quyền sở hữu Tiểu An. Nhưng tất cả thiên phú âm dương ngũ hành đều thấp đến mức độ này, cũng có nghĩ nàng cảm ứng linh khí thiên địa yếu oi đến mức gần như không có. Ai già, dù nàng tùy tiện có đạt bất cứ tư chất thiên tài nào trong âm dương ngũ hành cũng tốt, không, dù thấp hơn một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng như thế gần như không có thiên phú tu hành. Luyện khí kỳ còn đỡ, đến cảnh giới trúc cơ cần phải câu thông với linh khí trong thiên địa. Liễu Trường Khanh lắc đầu than nhẹ, đây gọi là phúc họa cùng đến sao? Sau tuyệt thế thiên thư lại che giấu một khuyết điểm cực lớn. Thiên phú âm dương ngũ hành không phải là không có bất cứ cách nào để đền bù, nhưng lại cần rất nhiều tài nguyên quý giá. Chỉ sợ cũng chỉ có các môn phái lớn như Tàng Kiếm Cung hay Huyền Âm Tông, hoặc là đại gia tộc ở Châu Mục Phủ mới có thể lấy ra được, gánh vác nổi. Nhưng nếu có được tài nguyên luyện khí như thế, đầu tư vào một luyện khí sĩ bình thường thì cũng có thể tạo ra một thiên tài, cần gì phải đầu tư cho nàng, ông trời đùa nàng một vố thật đau. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 484, âm dương ngũ hành sinh khắc. Các gia chủ lại nhìn về phía họ, đều có chút bội phục sức phán đoán của ông, thiên tài cũng không thể chỉ nhìn một mặt. Ông cụ vẫn thản nhiên hút thuốc lá sợi, không có bất cứ vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì cả. Chỉ có Nhất Niệm đại sư chắp tay trước ngực, cúi đầu ra vẻ tiếc hận, khóe môi lại lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, tất cả đều đã được Phật tổ sắp xếp. Không thể thế được, người đàn ông búi tóc mặc áo gai nhíu mày, thân là gia chủ âm dương, mà bố y hiểu biết về ngũ hành hơn xa các gia chủ khác. Con người sống giữa trời đất vốn là do âm dương ngũ hành tạo hóa mà ra, dù là người thường thì thiên phú cũng không thể thấp như thế mới đúng. Bé con, người có thể đi xuống, ông cụ béo hòa nhã nói. Tiểu An vẫn cứ nhắm chặt mắt, không nhúc nhích. Một giọng phụ nữ lạnh nhạt, từ dưới đáy lòng vọng vài bên tai, ngươi đã hiểu cách dùng trận pháp này chưa? Cho ta xem. Nàng dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe ra được lẩm bẩm. Vâng, mẫu hậu, ngươi nói cái gì? Ông cụ béo hỏi. Lý Thanh Sơn cảm thấy trạng thái của Tiểu An có chút không đúng,
bước lên vài bước, muốn giữ chặt Tiểu An. Pháp trận đột nhiên khởi động, ánh sáng bắn ra khắp nơi. Giọt nước trong suốt kia bay về phía ngọn cỏ yếu ớt nọ, cỏ bắt đầu trưởng thành, trong nháy mắt đã lớn thành một cây lớn. Trong lúc cây cối đang vui sướng trổ nhánh nảy mầm, ngọn lửa rơi xuống nó, đốt thành một ngọn lửa lớn hừng hực. Cây biến thành tro tàn, rơi thành ngàn vạn hạt bụi, bị hạt bụi nhỏ kia hấp thu, biến thành một khối đất đen. Trong đất đen sinh ra chút ánh sáng vàng, dung hòa vào trong ánh sáng vàng. Sau đó giọt nước lại sinh ra lần nữa, biến thành một dòng nước róc rách nhỏ, vờn quanh cây gỗ khô, cỏ cây lại một lần nữa sinh trưởng. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Đồng thời, bên trên pháp trận, hai điểm quang ám đã giao hội lại cùng nhau, liên tục xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ lớn mạnh hơn một ít. Trong nháy mắt đã to chừng nằm tay, ranh giới sáng tôi rõ ràng, dù là nhìn từ góc độ nào thì cũng đều như một bức tranh âm dương. Giáo tập phụ trách ghi chép ngạc nhiên nói, tất cả thuộc tính đều biến thành đinh thượng, không, là bính. Các luyện khí sĩ ở xung quanh đều đã sợ ngây người, đây không phải là pháp trận thí nghiệm sao? Còn có thể xài theo kiểu này nữa hả? Ngũ hành tương sinh, âm dương tương trường, chuyện này không thể nào. Ma Bố Y mở to mắt nhìn, đột nhiên bật dậy. Liễu Trường Khanh nhíu mày nói, ma đạo hữu, đây là chuyện gì? Các ngươi biết tên đầy đủ của pháp trận này là gì không? Hơi thở của Ma Bố Y đã có chút dồn dập. Các gia chủ đều bị hỏi khó, tuy rằng dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của họ, nếu hỏi một số đại trận hiếm lạ và kỳ quái, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu biết đôi chút. Nhưng nếu hỏi tên của pháp trận thí nghiệm thuộc tính, họ có chút mờ mịt. Không phải gọi là pháp trận thí nghiệm thuộc tính sao? Lôi Thôi đạo nhân nói, là âm dương ngũ hành sinh khắc trận sao? Ma Bố Y nói, đúng, đạo huynh đúng là có kiến thức rộng rãi, vậy người có biết tác dụng thật sự của pháp trận này là dùng để làm gì không? Lần này đến cả Lôi Thôi đạo nhân đều có hơi ngơ ngác, ngoại trừ việc thí nghiệm thuộc tính ra thì còn có thể làm gì nữa? Ma Bố Y nói, chắc các ngươi đều biết công pháp tu hành của các tu sĩ thời cổ đại đều kiêm tu âm dương ngũ hành đúng không? Thời cổ gọi là pháp lực, là một loại sức mạnh dung hợp âm dương ngũ hành, có thể tự do thi triển sử dụng bất cứ pháp thuật nào, uy lực vô cùng lớn, biến ảo vô cùng. Nhưng tu hành lại cực kỳ khó khăn, yêu cầu người tu hành phải có thiên phú cực cao, cũng không phải người thời nay có thể tưởng tượng ra được, chỉ có một số rất ít người tài mới có. Thể nắm giữ, nếu dùng tiêu chuẩn thời cổ để yêu cầu như người tu hành hiện tại, Bách Gia Kinh Viện có thể còn lại được 100 người cũng đã là cực hiếm có. Vì đấu tranh cùng địch nhân, các tu sĩ cổ đại lấy được một số ý tưởng từ trên người kẻ địch của họ, dị nhân và yêu quái. Liên tục cải tiến đạo tu hành, mới có được cách thức tu luyện chỉ tập trung tu luyện một loại thuộc tính chân khí như ngày nay. Tuy rằng hạ thấp chất lượng người tu hành, nhưng lại mở rộng số lượng người tu hành gấp 100.000 lần, đặt vững sự thống trị của con người. Gia chủ các gia tộc gật đầu, đây coi như là lịch sử cơ bản của con đường tu hành, đột nhiên giống như hiểu ra gì đó, nhìn về phía bên trong Thủy Nguyệt Bàn. Bên trong pháp trận đang xảy ra một đợt biến đổi kinh người. Cây cối đã bị lửa lớn đốt hơn 10 lần, nhưng dưới sự tầm bổ của nước và đất, đã biến thành một rừng cây to. Một con sông tách ra lớp đất dày, xuyên qua khu rừng, từng hạt cát vàng ở dưới lòng sông phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong đó đã không nhìn thấy sự tồn tại của Tiểu An, chỉ có chờ đến khi lửa lớn lại đốt chảy lần nữa, mới có thể thoáng xuất hiện một chốc. Mà hai màu âm dương cũng đều đã biến mất tăm, chúng nó hòa vào mỗi một ánh lửa, mỗi một bóng cây, bên đây giảm bên kia tăng, âm dương biến ảo. Thuộc tính ngũ hành không còn là độc lập một mình, là đã trở thành một thể, giống như một thế giới sống động, giống như thiên địa vừa mới hình thành, hồng hoang tạo vật. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, cúi đầu. Đều là ất đẳng. Giáo tập phụ trách ký lục lẩm bẩm, đã không biết phải nói cái gì. Tuy rằng vẫn là ất đẳng, nhưng ai cũng có thể phát hiện ra được, đây còn hiếm có hơn cả Sở Thiên toàn giáp, hơn nữa.
âm dương ngũ hành vẫn còn đang liên tục phát sinh ở bên trong, trở thành giáp đẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, sáng tạo ra pháp trận này là để tu sĩ cổ đại dùng để tu hành, kiêm tu âm dương ngũ hành, nhất định phải hiểu được đạo biến hóa tương sinh tương khắc bên trong. Vừa là một phương pháp tu luyện, cũng là một trò chơi cực phổ biến trong các tu sĩ cổ đại, một trò chơi đã bị người quên mất. Ma Bố Y tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt giống như nhớ lại giống như đang than thở. Thí nghiệm thuộc tính ngũ hành âm dương cũng chỉ là công năng tặng kèm của trận pháp, nhưng đối với tu sĩ đời này mà nói, lại chỉ có loại công năng này được người khác hiểu biết. Rất nhiều trận đồ thậm chí còn đơn giản hóa bộ phận trung tâm của trận pháp ban đầu, chỉ còn lại bộ phận thí nghiệm thuộc tính. Mà tòa pháp trận khắc đá trên đảo Tranh Minh đã có lịch sử mấy nghìn năm, là pháp trận hoàn chỉnh được truyền xuống từ thời cổ. Nó phức tạp và khổng lồ, không phải chỉ đơn giản như Lý Thanh Sơn đã nhận định, chỉ có thể đồng thời kiểm tra các loại thuộc tính mà thôi. Giờ này ngày này, Tiểu An bắt đầu dùng công năng đã bị người ta quên mất từ lâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, họ vốn tưởng rằng hôm nay họ đã gặp được thiên tài tuyệt thế, tinh thần sẽ không chịu bất cứ thứ gì làm chấn động nữa. Bây giờ, thiên tài là cái gì? Nhìn thấy cảnh vượt xa tưởng tượng và phạm vi hiểu biết như thế này, đến cả ghen ghét cũng ghen ghét không nổi. Liễu Trường Khanh lại hỏi, thiên phú âm dương ngũ hành của nàng kiểm tra ra là... Ma Bố Y liếc nhìn hắn, lười đến trả lời, tiếp tục nhìn vào trong thủy nguyệt bàn, trong mắt lộ ra chút cuồng nhiệt. Ngay từ lúc bắt đầu, đứa bé kia cũng không phải đang sử dụng công năng kiểm tra cấp thấp kia, mà là lần lượt diễn tập âm dương ngũ hành biến hóa, cho nên cần phải làm từ điểm nhỏ bé nhất. Cũng chính là giọt nước ngọn cỏ được biểu hiện ra ngay lúc đầu, đến nỗi thiên phú của nàng, chỉ cần nhìn xem nàng có thể thôi diễn đến bước nào là được. Thiên phú của nàng chắc chắn sẽ không thấp hơn những gì nàng thôi diễn ra được, bình thường thì sẽ cao hơn rất nhiều mới có thể thành thạo như thế. Hiện tại những gì nàng bày ra không phải là thiên phú, mà là tài năng, một loại tài năng không gì sánh kịp. Ma Bố Y cởi quan đội trên đầu ra, vái chào mặt đất, các vị đạo hữu, hôm nay Ma Bố Y ta chỉ cầu mọi người một việc. Để người này gia nhập âm dương gia của ta, sau này nếu có gì muốn phân phó, chắc chắn sẽ không chối từ. Các gia chủ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong các gia chủ, tuy rằng Ma Bố Y không phóng khoáng giống như Lôi Thôi đạo nhân, nhưng người này cũng nổi tiếng là có tính tình kiêu ngạo, giống như tu sĩ ẩn tu thời cổ đại, độc lập kiêu ngạo với đời. Nhưng lại không có ai vì điều này mà đắc tội ông, vì ông tinh thông thuật bói toán, ai rồi cũng sẽ có lúc cần nhờ ông, đã bao giờ nhìn ông khiêm tốn nhờ vả người khác như thế. Người đời đều biết âm dương gia thiên về bói toán, mà Bố Y lại không lấy điều này làm vinh dự. Ở thời cổ, dù là một tu sĩ tam lưu cũng đã đủ để bói ra được tốt xấu. Âm dương gia chính là di mạch của tu sĩ cổ đại. Tu sĩ cổ đại vốn là không gì không làm được, không có gì không biết, bói toán chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu so với các gia tộc chỉ chuyên tu một thứ mà nói thì lại có vẻ như không am hiểu cái gì. Kết quả chỉ có mỗi khoảng bói toán, cần lấy pháp lực âm dương ngũ hành làm cơ sở mới trở thành tài nghệ nổi bật của âm dương gia, nổi tiếng trên đời. Dù là thuần dương thể của Dư Tử Kiếm, hay là ngũ hành thể của Sở Thiên, đều không thể làm ông thay đổi sắc mặt, vì âm dương gia cần chính là cân bằng. Từ trình độ nào đó mà nói, định nghĩa về thiên tài ở thời cổ đại khác rất xa với hiện tại. Nhưng nếu là đứa nhỏ này, chắc chắn có thể phát huy ra được quang vinh thật sự của phương pháp tu hành cổ của âm dương gia. Các vị gia chủ khác đều không nói gì, đứa bé này, không có bất cứ ai có thể dễ dàng bỏ qua. Đợi đến khi cây cối biến thành rừng rậm, dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, giáp đẳng, giáp trung, giáp thượng, giáo tập liên tục sửa lại dự đoán của bản thân. Đợi đến khi hắn đọc ra hai chữ giáp thường, ầm ầm, khung cảnh bên trong pháp trận nổ mạnh, phát ra bảy loại màu sắc khác nhau, lại một lần nữa trở về âm dương ngũ hành cơ sở nhất. Chỉ còn Tiểu An đứng bên trong trận, trên mặt có chút mê mang, tất cả những gì vừa mới diễn ra giống như một giấc mộng huyền ảo. Dù là đối với nàng hay là đối với người khác, sự diễn hóa của nàng đã đạt đến cực hạn mà pháp trận có khả năng thừa nhận, giống như một khối Rubik cấp 3. Đối với một người chơi cao cấp mà nói,
nó đã mất đi tác dụng kiểm tra hoặc là giải trí rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 486, Ngon Thì Nhào Vô. Lý Thanh Sơn vội vàng bước lên nói, ngươi có ổn không? Gia chủ các nhà đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đó không phải chỉ còn là địch ý đơn thuần, mà là quyết tâm nhất định phải có được, tuyệt đối không thỏa hiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất niệm đại sư vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, đột nhiên lớn tiếng niệm Phật hiệu, giọng nói giống như tiếng trống chiều chuông sớm. Sư giống lôi âm, lạnh lót hùng hồn, người này có duyên với Phật, chư vị đừng tranh giành với bần tăng. Hàn An Quân lạnh lùng nói, vậy lúc trước là người xuất gia nói dối sao? Ta thấy lúc nãy khi nàng đá tên mập kia, vừa nhanh vừa mạnh lại vừa chính xác, rất có phong thái của binh gia Phong Lâm Sơn Hỏa. Nhất niệm đại sư vội là lên, lần này là có duyên thật. Lúc nãy khi mọi người đều đang thất vọng vì thiên phú ngũ hành âm dương của Tiểu An, chỉ có ông là đang thầm vui vẻ, cuối cùng cũng không có người tranh với ông. Từ trên người Tiểu An, ông nhìn thấy được Phật quang thanh tịnh mà đến cả âm dương ngũ hành biến ảo cũng không cách nào che giấu được. Ông chưa bao giờ nhìn thấy tuệ căn và Phật tính trong mắt đứa trẻ nào rõ ràng như nàng. Nhưng lần này, sự sắp xếp của Phật tổ lại có chút nằm ngoài dự đoán. Con gái vốn nên ngâm phong tụng nguyệt, làm bạn với thơ với sách, sao có thể nào đi làm ni cô, thanh đăng cổ Phật, hay là đi làm binh lính cầm đầu, đổ máu đổ mồ hôi được. Ta thấy ngoại trừ nho gia của ta ra, không ai có thể nhận nổi người có tài năng như thế này. Liễu Trường Khanh cũng không còn giang vẻ hiền dịu khiêm tốn, đối chọi gay gắt nói. Lôi Thôi đạo nhân đá ngã bàn dài trước mắt, bầu rượu chén rượu rơi xuống đáy đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Ai dám giành Tiểu An với đạo gia, vậy cứ nếm thử thủ đoạn của đạo gia trước đã. Nhất niệm đại sư đột nhiên vén áo bào lên, lộ ra cơ ngực cường tráng không hề tương xứng với vẻ ngoài, quát. Nè, tên lỗ mũi châu kia, bần tăng nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, ngươi tưởng Phật gia ta không có thần thông hàng long phục hổ hay sao? Ha, con lửa chọc, đạo gia đã ngứa mắt ngươi từ lâu, hôm nay chúng ta đọ sức thử xem sao. Hai người bày ra tư thế, mấy gia chủ của những gia tộc nhỏ vốn tự biết không tranh lại các nhà lớn, lúc này cũng nhịn không đê ư ơ xê gì đứng dậy, mồm năm miệng mười phát biểu ý kiến. Thuật con rối cơ quan của nhà họ Mặc, một người có thể sánh bằng trăm vạn người. Hành y tế thế là bổn phận của thầy thuốc. Nếu không hiểu biết âm nhạc, đúng là uổng phí tấm thân con gái. Vốn còn đang nghiêm trang túc mục, lập tức ồn ào như cái chợ ở bên ngoài lầu các. Các giáo tập đang đợi lệnh đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu người bên trong ra tay, mấy con cá trong chậu là họ sẽ gặp họa lớn. Viết tiểu thuyết cũng không tệ. Trong góc, một người đàn ông trung niên nói nhỏ, từ đầu đến đuôi ông đều ngồi trong góc, không nói một lời, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nói. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả gia chủ đều tụ tập ở trên người ông. Nghiêm khắc giống như đao kiếm, sát khí như mây đen ấp ủ. Người đàn ông trung niên kia lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ta cũng chỉ là nói chơi. Mọi người tiếp tục cãi nhau, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đầy vẻ mất mát. Nhất niệm đại sư đã cơi trần để lộ phần thân trên vô cùng cường tráng, trừng mắt như vị tướng kim cương. Lôi Thôi đạo nhân lớn giọng khiêu khích, con lửa chọc, nhào lên, đạo gia nhường ngươi ba chiêu. Hàn băng địa ngục, Vương Phác Thực quát to. Các gia chủ đều cảm thấy một cơn gió lạnh thổi ập đến, lãnh khốc túc sát. Thần uy như ngục, không khỏi dừng tranh chấp lại, nhìn về phía Vương Phác Thực. Mọi người đều bình tĩnh lại một chút, đừng mất phong độ lễ nghi của một gia chủ. Mọi người đều đã quên lời Hoàng Lão Ca vừa nói rồi sao? Từ đầu đến đuôi, chỉ có ông cụ trầm ổn kia là chưa nói một lời. Bình yên ngồi ở đằng kia, gia chủ các gia đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hoàng Lão Ca, người nói vài câu. Vương Phác Thực khựng lại. Hoàng thổ ông đang ngồi đằng kia hút thuốc là lại chỉ là một bộ tượng đất, mọi người quay phắt đầu lại, nhìn về phía trong thủy nguyệt bản. Hoàng thổ ông đang tươi cười thân thiết đứng trước mặt Tiểu An, nói liên miên gì đó, còn lấy đậu phộng ra đưa cho nàng.
móa nó, tượng đất thế thân, xúc địa thành thốn. Lôi Thôi đạo nhân chửi ầm lên. Hai thuật pháp hệ thổ này được hoàng thổ ông sử dụng đụng là kỳ diệu đến tận cùng. Một đám tu sĩ trúc cơ vậy mà không có ai phát hiện ra. Đúng là đã già lại còn gian. Tiểu An mờ mịt đi ra khỏi trận pháp, cảnh tượng bốn phía mịt mù, âm thanh tựa như truyền tới từ phương xa dần dần rõ ràng. Nàng thấy rõ khuôn mặt quan tâm của hắn, nghe rõ giọng nói lo lắng của hắn. Tiểu An, Tiểu An. Nàng dần dần yên tâm, những hạt bụi nổi lên từ vùng nơi sâu thẳm trong ký. Ức lắng xuống lần nữa, nàng lại lộ ra nụ cười. Bốn phía lặng ngắt như tờ, sắc mặt của nữ giáo tập trắng bệch. Nàng cảm thấy lần này mình gặp phiền phức lớn rồi, hình như hài tử này không đơn giản. Sở Thiên bị Lưu Mở nói, cái này có gì đặc biệt, nếu ta muốn thì cũng có thể làm được. Giáo tập phụ trách dẫn dắt đám luyện khí sĩ phục hồi tinh thần, hình như nên dẫn mọi người đi ăn cơm rồi. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 487, Đại hội vạch mặt. Một lão già mặt mũi nhăn nheo đột nhiên xuất hiện, hòa nhã nói, người chính là Tiểu An à. Lý Thanh Sơn thầm rùng mình, hắn cảm nhận được một loại khí tức nặng nề như đất đá, tu sĩ trúc cơ. Mấy vị giáo tập vội hành lễ, gia chủ đại nhân, sao ngài đến đây thế này? Họ cũng từng chứng kiến rất nhiều thiên tài bộc lộ tài năng trong lúc kiểm tra âm dương ngũ hành. Nhưng cũng sẽ đợi sau khi khảo hạch kết thúc thì các gia chủ mới bắt đầu tranh cướp. Chưa từng có gia chủ nào xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn là người chín chắn nhất trong số các gia chủ. Ông cụ Hoàng Thổ hoàn toàn không để ý tới người khác, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu An. Trên mặt là nụ cười dễ gần đặc biệt của trưởng bối đối với vãn bối, vô cùng thân thiết, càng nhìn lòng càng thỏa mãn. Lại đây, cái này do chính ta tự trồng, nếm thử đi. Bàn tay to lớn lấy một nắm đậu phộng từ trong túi bách bảo ra, trực tiếp nhét vào trong tay Tiểu An. Hàn Quỳnh Chi ngẩn ngơ, có bao giờ thấy lão gia kia rộng lượng như vậy, vậy mà lại tặng không linh quả mình chăm chút tỉ mỉ nhiều năm trong vườn linh quả cho người ta. Tiểu An ngửa đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái. Lý Thanh Sơn cũng có thể nhìn ra lượng linh lực ẩn chứa trong một viên đậu phộng kia, nó không chỉ mạnh hơn đan dược loại ngưng khí hoàng gấp 10 lần. E là không dễ gì mà chiếm được lợi ích như vậy từ chỗ tu sĩ trúc cơ. Hoa Thừa Tán lại lắc đầu cười khổ. Hoàng Thổ ông được xưng là yên tĩnh, nhẫn nại, bất động như đất. Từ khi hắn tới Bách Gia Kinh Viện, chưa bao giờ thấy nét mặt sốt ruột như vậy của hắn. Thế nhưng, hiển nhiên là hài tử này đáng để Hoàng Thổ ông làm như vậy. Tuy hắn tự cho mình là thiên tài, nhưng vào giây phút này cũng chỉ biết tự thở dài. Khó trách Hải Đường không tiếc đánh đổi cũng muốn có được nàng. Hải tử này, đến cùng hải tử này có lai lịch gì? Tiền bối, không biết ngài muốn Tiểu An nhà ta làm gì thế? Kính xin nói thẳng. Lúc này, Hoàng Thổ ông như mới nhìn thấy Lý Thanh Sơn, dưới ánh hào quang của nhân tài tuyệt thế, những người khác không chỉ mờ nhạt, mà thực sự là cảm giác tồn tại cũng mỏng manh tột cùng. Vị này chính là Hoàng Thổ ông, gia chủ Nông gia, các ngươi còn không mau hành lễ. Hành lễ cái rắm ấy? Một giọng nói đột ngột vang lên, khi nghe chữ thứ nhất còn thấy vô cùng xa xôi, đến chữ cuối cùng thì đã tới gần. Đạo nhân Lôi Thôi xông lên chỗ Hoàng Thổ ông mà gầm thét, Hoàng lão ca, tác phong của gia chủ một ra đâu? Cuộc thi vào viện còn chưa kết thúc, như này không hợp với quy củ của Bách Gia Kinh Viện. Liễu Trường Khanh yếu ớt nói, hiển nhiên cũng không hài lòng khi bị chơi một vố. Ông cụ Hoàng Thổ cầm tẩu thuốc rít một hơi, lão hủ sắp chết rồi, mặt mũi đâu còn quan trọng gì nữa, còn quy củ ấy à, đều là do con người định ra thôi. Hắn xoay mặt lại bày ra vẻ mặt ôn hòa, hài tử, chỉ cần ngươi vào Nông gia của ta, sau này có thể thoải mái ăn loại quả này, ngươi thấy được không? Nông gia. Liễu Trường Khanh bật cười, lấy một tấm ngọc bội song cá ở bên hông xuống, nhìn linh quang trên mặt miếng ngọc bội càng cho thấy nó là một món linh khí cực phẩm. Tuy không nói gì, nhưng liếc mắt là thấy vẻ khinh thường rõ mồn một, quỷ nghèo cút ngay, người đọc sách không dễ bị bắt nạt đâu. Ông cụ Hoàng Thổ cũng tức giận hừ một tiếng, lỗ mũi phun ra một làn sương khói,
nhưng ánh mắt nhìn Tiểu An thì càng ngày càng hiền lành dễ gần. Binh gia đạo, tấn công tất thắng, chiến đấu ắt thắng, gió rừng núi lửa, đánh đâu thắng đó. Mỗi một bước của Hàn An quân đều phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, mặt đất rung chuyển, khí thế không khác nào thiên quân vạn mã. Con đường ngươi muốn đi, chắc chắn là cổ tu sĩ đạo, còn lý do thì ngươi hãy nghe ta trình bày tỉ mỉ. Người mặc đồ vải gai nói cực kỳ chân thành, nhưng nào có ai để cho hắn bày tỏ tỉ mỉ chứ? Nam Mô A Di Đà Phật, hải tử, ngươi có duyên với Phật nhà ta, thật sự đấy, người xuất gia sẽ không nói dối. Đạo nhân lôi thôi dậm chân nói, tất cả đều nói láo. Nhưng lúc này, cho dù hắn có mắng to đến mức nào thì cũng không có ai quan tâm đến hắn. Trong nháy mắt, gia chủ các gia đều hiện thân, người thì cay nghiệt, người lại hiền hòa, hoặc là điên cuồng, các loại khí tức mạnh mẽ va chạm kịch liệt trong quảng trường, mà mục tiêu chỉ có một, đó là Tiểu An. Gia chủ các gia không ngừng bày ra lợi ích cao hơn để cạnh tranh, miêu tả tương lai càng rộng mở hơn. Một lúc sau, Lý Thanh Sơn đã thấy được vài món linh khí cực phẩm, cũng nghe được vài trang sự tích vĩ đại của cao nhân tiền bối các gia. Chỉ tiếc là kiểu cạnh tranh hòa bình này không kéo dài được lâu, giờ sắp biến thành công kích phá đám lẫn nhau. Thanh Đăng cổ Phật, cô độc đến cuối đời, đại sư ngươi muốn hại cả đời người ta sao? Liễu Trường Khanh bày tỏ bằng lời lẽ sắc bén. Hải tử, vị liễu thí chú này có mười mấy vị tiểu thiếp, còn thường xuyên đi chơi kỹ nữ. Lời mà đạo nhân lôi thôi định nói bị Nhất Niệm đại sư nói ra. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 488, lựa chọn. Khóe mắt Liễu Trường Khanh nảy lên. Cái gì mà nho gia dối trá, âm dương gia cực kỳ vô dụng, nông gia đều là dế nhũi, binh gia nhân tính vặn vẹo. Bật thốt hết tất cả các loại lời nói tệ hại bị kìm nén trong lòng. Giải thích câu nông gia đều là dế nhũi là chỉ những người ếch người đáy giếng. Hết giải thích, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mắt gia chủ các gia đều đỏ lên. Nhất Niệm đại sư lại cởi tăng y vừa mới mặc ra, để lộ nửa người trên cơ bắp cuồn cuộn. Lý Thanh Sơn đứng bên cạnh Tiểu An cũng bị vây vào giữa, cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là gia chủ các gia sao? Quả nhiên người này còn cường đại hơn người kia, nhưng dáng vẻ ấy cũng quá khó coi rồi, thực sự như chó dữ cướp đồ ăn. Mà hắn thì lại chẳng đánh lại một con chó dữ nào trong đó cả. Một đám luyện khí sĩ đứng hơi gần đều bị luồng khí tức này đè ép, nên tất cả đều lộc cộc lùi về sau vài bước, thậm chí trực tiếp ngã ngồi ra đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, đến cùng chuyện này là như nào? Ngô Cấn nói, Hoa ca, chúng ta nên làm gì đây? Hoa Thừa Tán có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho cuộc thi vào viện, nhưng đối mặt với một đám người phá hoại trật tự thế này, hắn cũng chỉ biết lắc đầu nói, chịu chết. Tiểu An lại nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn, ngươi còn nhớ ta không? Một cơn ớn lạnh trực tiếp ập tới, Lý Thanh Sơn đột ngột quay lại, lão, Vương thống lĩnh. Vương Pháp Thực dựng bàn tay lên, đứng cách đó không xa, không tham gia vào trận tranh cướp này mà chỉ cất bước tiến lên. Trong ấn tượng của Lý Thanh Sơn, hình như vị Xích Ưng thống lĩnh này không quá thân thiện với hắn, hắn cũng biết rõ lý do, tuy biết vô dụng nhưng vẫn có đôi chút cảnh giác. Vương Pháp Thực hung ác vỗ một cái lên vai hắn, cười to nói, khá lắm, lâu vậy không gặp mà cũng đã đạt tới luyện khí tầng thứ 6 rồi, ban đầu ta đúng là không nhìn lầm ngươi. Lý Thanh Sơn nhếch nhếch miệng, ngươi không nhìn lầm ta, lại hiểu rõ lý do một lần nữa rồi. Ngươi lên cấp Huyền Lang vệ đúng quy cách, chỉ cần tu luyện thêm khoảng thời gian nữa ở Pháp gia, tương lai cũng có cơ hội lớn trở thành Huyền Lang thống lĩnh. Đa tạ Vương thống lĩnh nâng đỡ, ta chắc chắn sẽ cố gắng, không để phụ lòng yêu ái của thống lĩnh. Nếu Lý Thanh Sơn không nhìn ra sự ám chỉ trong đó thì đúng là uổng công sống đến từng tuổi này. Vương Pháp Thực cười ha hả trong lòng, lần này lão Vương ta chiếm được tiên cơ rồi. Gia chủ các gia bỗng nhiên phản ứng lại, cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Gay rồi, sao lại quên hài tử này là do tiểu tử kia mang tới, nàng còn nhỏ tuổi như thế, chắc chắn sẽ nghe lời người lớn.
Đạo nhân Lôi Thôi vội vã cứu vãn tình thế, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nhất Niệm đại sư nói, đúng vậy. Các loại ánh mắt dồn về mình, Lý Thanh Sơn bỗng cảm thấy áp lực tăng mạnh, hắn khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xổm xuống, nói với Tiểu An, ngươi có muốn đi ra nào hay không? Ta ở cùng một chỗ với ngươi. Tiểu An không nhìn những ánh mắt xung quanh, nhẹ nhàng nói, nụ cười của Vương Pháp Thực càng rạng rỡ hơn, dựa theo quy củ, chỉ cần hải tử này quyết định thì những người khác không thể cưỡng chế can thiệp. Cho dù muốn can thiệp thì cũng phải hỏi Vương Pháp Thực hắn, hỏi Ưng Lang Vệ. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói, thế này thì hơi khó, ngươi biết đấy, ta không đọc những loại kinh Phật kia. Nói xong thì hắn đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, thi lễ một cái, Nhất Niệm đại sư, như lời ngươi nói thì Tiểu An có duyên với Phật, vậy để nàng vào Phật gia tu hành đi. Xét theo một ý nghĩa nào đó thì Chu Nhan Bạch Cốt Đạo chính là thần thông Phật môn, nàng vẫn luôn đọc các loại kinh Phật chính là để tăng cường sự giác ngộ của bản thân với môn thần thông này. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Mà một chiếc thần phù kim cương đại lực có thể phát huy uy lực siêu phàm như thế ở trong tay nàng, vậy nếu là thuật pháp Phật gia mạnh hơn thì uy lực có thể đến mức nào đây? Hơn nữa, trong lúc cạnh tranh khi nãy, điều kiện mà vị Nhất Niệm đại sư này bày ra để biểu đạt thành ý đều là cực kỳ hiếm có. Làm người giám hộ của nàng, hắn cần chọn ra con đường phù hợp nhất với nàng. Nhất Niệm đại sư hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vốn tưởng rằng lần này chắc chắn không thể thành công. Phật gia là đại gia nhất đẳng trong bách gia, nhưng số lượng đệ tử vẫn kém xa Nho gia và Pháp gia, cũng kém xa tít tắm so với đối thủ cũ là Đạo gia. Suy cho cùng, trong lòng hầu hết mọi người đều có các loại dục vọng, đặc biệt là người trẻ tuổi, nào có mấy ai đồng ý tuân theo giới luật. Tứ đại giai không, để lĩnh ngộ Phật Pháp tốt cao chứ, chớ nói chi Tiểu An còn là một bé gái, tỷ lệ thành công lại càng ngày càng xa vời. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng Liễu Dù Hoa cười, trái lại hắn đã đạt được điều mình mong muốn. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cúi đầu đáp lễ, thiện tài, thí chủ đúng là mắt sáng như đuốc. Có duyên với Phật cũng không phải là lời nói bậy, tất cả những thứ này đều là Phật tổ sắp xếp. Giải thích Liễu Dù Hoa cười nghĩa là có hy vọng. Hết giải thích. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, Mạnh Tay. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ, nếu Phật Tổ thực sự biết sự tồn tại của Tiểu An, e rằng sẽ lập tức ra tay xóa bỏ. Hắn thấy Tiểu An nhíu mày trông có vẻ không quá vui sướng thì an ủi, đừng như vậy, đều là ở trong bách gia, sau này có nhiều thời gian gặp nhau mà. Tiểu An không làm trái ý của hắn, cũng biết hắn muốn tốt cho mình, nên nhẹ nhàng gật đầu, được. Nhất Niệm đại sư lộ ra nụ cười thư thái, toàn cục đã định, các vị thí chủ, đa tạ. Sắc mặt Vương Pháp Thực rét lạnh, hóa thành mặt sắt, nghiêm khắc trừng mắt liếc Lý Thanh Sơn một cái rồi lắc mình rời đi. Lý Thanh Sơn biết, sợ là đời này mình khó mà thăng chức rồi. Gia chủ các gia khác đều lộ ra vẻ thất vọng, người thì đằng vân giá vụ, người thì lăng hư bộ không, thoáng cái đã biến mất tiêu tựa như lúc tới. Cuối cùng, chỉ còn lại người mặc đồ vải gai, người kia thở dài một tiếng rồi nói với Tiểu An, vừa nãy ngươi đã chọn rồi. Gia cũng không thể nói gì được, nhưng cửa lớn của âm dương gia luôn luôn mở rộng chào đón ngươi. Bách gia cũng không chỉ tranh đua lấy tiếng mà cũng giao lưu với nhau, thu nhận tất cả. Ta tin chắc Nhất Niệm đại sư cũng sẽ không để tâm chuyện này. Giống như lời đạo hữu nói, mỗi nhà trong bách gia có sở trường riêng, mà cũng không phải kiểu cậu thả như là môn phái sơn dã. Nếu Tiểu An ngươi có lòng, đừng ngại mà hãy đi lắng nghe giáo huấn của Ma gia chủ, nhất định sẽ có tiến bộ. Nhất Niệm đại sư lại khôi phục phong thái có tu dưỡng hàng ngày. Tiểu An vừa vào Phật gia, dù có học đạo khác thì cũng vẫn là đệ tử Phật gia. Danh phận này đã được xác định, không ai thay đổi được. Người mặc đồ vải gai gật đầu, lưu luyến liếc nhìn Tiểu An một cái rồi cưỡi gió bay đi. Nhất Niệm đại sư lộ ra nụ cười khẽ, nụ cười kia dần sâu hơn rồi bỗng hóa thành tiếng cười to,
nói với Tiểu An, hài tử, đi theo ta. Lý Thanh Sơn nói, buổi chiều còn có cuộc thi. Nhất Niệm đại sư vung tay lên, không cần lãng phí thời gian như vậy, một buổi chiều đủ để nàng học được Kim Cương Phục Ma Kinh rồi. Nếu có các đệ tử Phật gia khác ở đây, tất sẽ sinh lòng ghen tị, ảnh hưởng đến việc tu hành. Kim Cương Phục Ma Kinh chính là bí pháp Phật gia không tùy tiện truyền ra ngoài, không chỉ cần căn cơ Phật học cực kỳ vững chắc, mà còn thường xuyên phải trải qua rất nhiều thử thách thì mới được truyền thụ. Vừa vào Phật gia đã tu Kim Cương Phục Ma Kinh, không thể nào nói điểm xuất phát này là không cao được. Người xuất gia không nói dối, coi như viên kim cương châu này quả ra mắt cho ngươi, vật ấy có thể triệu tập kim cương hộ thể. Hỗ trợ lẫn nhau với Kim Cương Phục Ma Kinh, giúp rất nhiều đối với việc tu hành của ngươi. Nhất Niệm đại sư lấy một viên châu màu vàng từ trong túi bách bảo ra. Tia sáng lóa mắt lưu chuyển bên ngoài, có thể thấy thấp thoáng một viên nộ mục kim cương, thấy được linh quang. Bất ngờ đây chính là một món linh khí cực phẩm, hắn tiện tay xóa đi dấu ấn của mình rồi giao cho Tiểu An. Mọi người ồ lên, không một ai không biết giá trị của linh khí cực phẩm. Vừa nãy nghe gia chủ các gia lấy linh khí cực phẩm ra trao đổi, tranh cướp với nhau thì đã cảm thấy vô cùng chấn động. Hiện tại thấy Nhất Niệm đại sư thực sự lấy một món linh khí cực phẩm ra thì càng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ngay cả đố kỵ cũng không làm được. Đa số luyện khí sĩ cả đời cũng không lấy được một món linh khí cực phẩm. Lý Thanh Sơn cũng cảm khái, lựa chọn đến bách gia này đúng là vô cùng chính xác, vừa đến đã chiếm được một món linh khí cực phẩm. Phải biết rằng, hiện tại chỉ có quyển Thảo Tự Kiếm Thư trong tay hắn mới miễn cưỡng được tính là một món linh khí cực phẩm. Tuy rằng có thể chờ mong vào sự phát triển trong tương lai, thế nhưng hiện tại sợ là vẫn chưa sánh được với tác dụng của viên Kim Cương Châu này. Tiểu An nhận lấy Kim Cương Châu, tâm thần hơi động, một thân xương cốt, bạch cốt được ngưng luyện ra dựa vào chu nhan bạch cốt đạo dưới thân thể phù phiếm này hơi chấn động. Nó sinh ra một sự cảm ứng huyền diệu với linh khí Phật gia hiếm thấy này. Chỉ thấy linh quang trên Kim Cương Châu lóe lên, lập tức có một lực sĩ Kim Cương thân cao 8 trượng hiện ra trên người nàng. Bất kể là pháp quan trên đầu hay là Kim Cương chạy trong tay thì đều cực kỳ tinh xảo. Trên mặt là biểu cảm uy phong mà nén giận, trông rất sống động, khiến người ta vừa thấy đã khiếp sợ hết hồn. Lý Thanh Sơn thầm nói, uy lực của linh khí cực phẩm này quả nhiên đáng kinh ngạc. Nhất Niệm đại sư lại sửng sốt nửa ngày, bởi vì linh khí cực phẩm cần phải luyện hóa thì mới sử dụng được, sao có thể vừa vào tay đã sử dụng ngay được. Mà với tu vi luyện khí tầng thứ 3 của Tiểu An thì hoàn toàn không làm được việc này. Hơn nữa, tuy rằng hắn đã xóa đi dấu ấn của mình để lại, nhưng cũng chưa hết sạch, vẫn còn sự cảm ứng mơ hồ. Tiểu An cần phải loại bỏ nó triệt để thì mới có thể sử dụng viên Kim Cương Châu này như ý. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 490, Không Thích Tu Thiện Quả. Thế nhưng lúc nãy, rõ ràng hắn cảm nhận được rằng dấu ấn còn sót lại của hắn đã tiêu tan ngay lập tức khi vừa vào tay Tiểu An, tựa như danh sĩ đến gặp minh chủ. Mỹ nhân đến gặp tỉnh lang, lập tức dốc hết gia tài đầu hoài tống bão. Vứt bỏ chủ nhân cũ là hắn tựa như vứt bỏ chiếc giày rách. Giải thích đầu hoài tống bão nghĩa là lao vào vòng tay người khác để giành lấy sự sủng ái. Hết giải thích, Tiểu An cất viên Kim Cương Châu kia đi, hơi khom người xuống xem như là cảm ơn. Nhất Niệm đại sư cười khổ, với tu vi này của hắn, vậy mà lại có nỗi lo không thể dạy dỗ. Không thể sai bảo với hài tử trước mắt này, sau đó nói, Lý Thí Chủ, nếu ngươi có ý thì cứ đến Phật gia ta tu hành. Dựa vào thân phận Nhất Niệm đại sư, nói chuyện với Lý Thanh Sơn như vậy đã là sự tiếp đãi cực long trọng rồi. Lý Thanh Sơn cười nói, đa tạ đại sư, nhưng ta bình sinh chẳng tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Nếu vào Phật môn thì chỉ sợ sẽ quấy rầy sự thanh tịnh của Phật môn, vẫn nên tự tìm đường khác thì hơn. Hắn từng thề sẽ rong ruổi thiên hạ, rượu ngon trong tay, mỹ nhân trong ngực. Phật gia thanh tâm quả dục, hắn học không nổi, cũng không muốn học. Bình sinh chẳng tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa.
Nhất Niệm đại sư cau mày nhẩm lại một lần, rồi liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái thật sâu, nghe qua lời này thì thấy vô cùng thô tục, nhưng ngẫm kỹ thì lại như có thiên cơ. Người có duyên với Phật nhà ta, hôm nay không thể giác ngộ nhưng có lẽ tương lai sẽ linh nghiệm. Tiểu An, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Sơn thầm khâm phục, lời này vốn là lời mà Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm từng nói lúc tọa hóa, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Chợt tỉnh tháo tung dây thừng vàng, tới đây giật phăng chiếc khóa ngọc. Tiền đường nghe sóng chiều vang dội, mới tỉnh ra rằng ta là ta. Hắn chỉ vô tình dùng đến lời này, hình như là có huyền cơ, còn có duyên hay vô duyên thì đều để tùy duyên đi. Tiểu An kéo ống tay áo của Lý Thanh Sơn, lưu luyến nhìn hắn không rời. Vốn muốn cùng tu hành với hắn nên mới bất chấp đến đây, tại sao lại phải xa cách chứ? Đáy lòng Lý Thanh Sơn mềm nhũn, ngồi xổm xuống buông lời bảo đảm. Ngươi mà đi theo Nhất Niệm đại sư cố gắng tu hành, xong chuyện ta sẽ đi tìm ngươi ngay. Lúc này Tiểu An mới gật gù, buông ống tay áo của hắn ra. Nhất Niệm đại sư nhìn thấy tất cả những điều này mà thầm thở dài. Người tu theo đạo Phật thì vừa nhập môn thì sẽ xuất gia. Phải cắt đứt những suy nghĩ dung tục phàm trần, không muốn rời xa một người như vậy cũng không phải là chuyện có ích. Nhưng cũng không lo lắng, cuối cùng nàng vẫn là một hài tử, lớn lên một xíu nữa là được rồi. Tuy thiếu niên này có thiên phú, nhưng cũng không có thực lực để đứng bên cạnh này, chẳng mất bao lâu, tu vi. Thân phận và địa vị của hai người sẽ thay đổi hoàn toàn, chia ra làm hai thế giới, điều này sẽ không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai. Trong tương lai, cùng lắm hắn chỉ là một người quen cũ của nàng mà thôi. Nhất Niệm đại sư nói một câu, bần tăng cáo tử. Hắn vươn tay đặt lên vai Tiểu An, bước lên phía trước rồi biến mất không thấy tăm hơi. Lý Thanh Sơn xoay người đi về phía đoàn người, mọi người đều liếc mắt nhìn nhau nhưng không phải vì hắn. Ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra được hải tử tên Tiểu An có tiền độ rộng mở, hai người họ thân thiết như vậy thì cũng được hưởng vinh hạnh theo. Hoa Thừa Tán cũng rơi vào trầm tư, vị kia bảo hắn quan tâm Lý Thanh Sơn rồi chút, nhưng không nghĩ rằng hải tử kia còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Đạt tới trúc cơ chỉ là vấn đề thời gian, vậy nên cần phải xây dựng mối quan hệ tốt mới được, e rằng ngay cả nàng cũng không nhìn ra được điểm này. Hắn nhìn Dư Tử Kiếm ở cách đó không xa rồi lại liếc Sở Thiên trong đám người, mấy cuộc thi mọi khi đều khó tìm ra được một thiên tài. Mà lần này lại liên tục xuất hiện ba người, mà người sau còn lợi hại hơn người trước. Xem ra, lần này Bách Gia Kinh Viện Thanh Hà Phủ nở mày nở mặt một trận lớn trong Cửu Phủ Kinh Viện của Như Ý Quận. Hắn từng là thiên tài mà cũng lu mờ trong ánh hào quang của họ, không khỏi cảm thấy một sự áp lực sâu sắc. Hàn Quỳnh Chi không kiềm chế được tính tình nhất, vội vọt tới trước mắt Lý Thanh Sơn, đến cùng. Đứa bé kia là gì của ngươi? Lý Thanh Sơn tự hào nói, là người thân duy nhất của ta. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, vinh quang của nàng cũng là vinh quang của hắn. Lúc này, có vẻ như lão béo nhận được mệnh lệnh gì đó, đi tới trước mặt nữ giáo tập đang để lộ sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao kia, nghiêm túc nói. Tính tình của ngươi không hợp đảm nhiệm công việc giáo tập, kể từ bây giờ, ngươi bị cách chức đuổi khỏi Bách Gia Kinh Viện, mau trở về thu dọn đồ đạc đi. Mệnh lệnh này cũng không phải đến từ Nhất Niệm đại sư, mà là đến từ gia chủ Nho Gia Liễu Trường Khanh, gia chủ các gia đều không có ý kiến gì. Bởi vì mắt thấy sắp có một thiên tài tuyệt thế nổi lên trong Bách Gia Kinh Viện Thanh Hà Phủ. Không thể để nàng nảy sinh chút khúc mắc nào với Bách Gia Kinh Viện được. Vậy nên vị nữ giáo tập này phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Già tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.